Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Phụ nữ quyền năng do công ty Tincom Media sản xuất, phát sóng trên các đài truyền hình tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Tất cả chúng ta không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, dù nơi đó có tràn đầy hoa thơm cỏ ngọt hay khô cằn sỏi đá, thì mỗi con người chúng ta cũng phải vươn lên mạnh mẽ như một quy luật tất yếu để sinh tồn. Và trong chương trình Phụ nữ quyền năng ngày hôm nay, Mai Thu Huyền xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán giả một đóa hoa đầy nghị lực đã vươn lên mạnh mẽ từ những khó khăn, đã biến những trở ngại thành đòn bẩy để có thể chạm tay đến thành công. Xin được giới thiệu chị Mai Thị Liên. Mai Thị Liên sinh ra và lớn lên trong gia đình có 12 người con ở một làng quê nghèo miền Trung Việt Nam. Năm 2001, Liên tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 2002, sau thời gian nỗ lực làm việc, dành dụm được một khoản tiền, chị nảy sinh ý định mở tiệm salon tóc và làm đẹp. Sau vài năm kinh doanh khởi sắc, giúp chị sở hữu và kinh doanh thêm khách sạn mini lưu trú dài hạn tại Sài Gòn. Không dừng lại ở đó, cô gái trẻ có ý nghĩ táo bạo hơn, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Mai Liên. Năm 2009, chị quyết định sang Úc tiếp tục học tập và tốt nghiệp Đại học Thương mại tại trường Đại học Tây Úc, chuyên ngành Kinh tế và Tài chính. Sau đó là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học viện Quản trị Kinh doanh Úc. Năm 2011, Liên nhen nhóm ý tưởng sản xuất mỹ phẩm. Đến năm 2017, sản phẩm đầu tiên kem dưỡng da Dermoyana ra đời. Ban ngày đi làm, buổi tối học thêm tại các trường trị liệu thẩm mỹ và làm đẹp. Nữ thạc sĩ tốt nghiệp 4 trường thẩm mỹ và trở thành chuyên gia da liễu, thành viên của Hiệp hội da liễu của Australia, chủ của một số công ty, trong đó có công ty Rogers Healthcare, trụ sở tại Úc, chuyên về các dòng sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp, giảm cân, tách mỡ và chăm sóc sức khỏe. Năm 2021, doanh nhân Mai Thị Liên cho ra mắt cuốn sách Doanh nhân hạnh phúc nhất bằng tiếng Anh. Lấy cảm hứng từ công việc kinh doanh, được truyền cảm hứng từ những người phụ nữ tuyệt vời mà chị đã từng gặp trong đời. Chị được tạp chí Vogue Australia vinh danh là doanh nhân tự thân. Tờ báo uy tín The West Australian thuộc công ty truyền thông lớn nhất nước Úc. Seven News vinh danh là niềm tự hào của bang Tây Úc và là anh hùng của bang Tây Úc. Được tờ báo The West Australian vinh danh là doanh nhân Việt tự thân. Được tờ báo thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi lời mời xuất hiện với tư cách doanh nhân gốc Việt thành công trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, doanh nhân Mai Thị Liên đã từng được mời tham dự ăn sáng cùng thủ hiến bang Tây Úc tại Leadership Matters tại Tây Úc. Chị đã từng tham gia rất nhiều chuyến thiện nguyện tại Việt Nam và giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó tại Quảng Nam, tài trợ cho chương trình ca nhạc gây quỹ giúp đỡ trẻ em tại thành phố Perth, Tây Úc, là người đầu tiên làm cuộc cách mạng cho gia đình mình từ hộ nghèo thành hộ giàu ở Quảng Nam. Phải có thử thách, phải có chướng ngại vật thì con đường đi đến thành công mới hấp dẫn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì vậy, Liên luôn luôn tự bảo mình rằng hãy chấp nhận thử thách như một phần tất yếu của cuộc sống và cả trong việc kinh doanh của mình. Rất là vui khi được trò chuyện với chị trong chương trình Phụ nữ quyền năng, đặc biệt là một doanh nhân người Việt ở Úc. Cảm ơn em. Sinh ra trong một cái vùng quê rất là nghèo khó, và để có được một cái thành công như ngày hôm nay thì chắc chắn là chị đã phải nỗ lực rất là nhiều đúng không ạ? Cũng như là rất là nhiều trẻ em sinh ra và lớn lên tại miền Trung Việt Nam. Liên có tuổi thơ rất là đặc biệt. Lúc nhỏ thì mình chưa cảm nhận được cái sự gian khổ mà mình đã trải qua. Bây giờ nhìn lại thì đúng là thấy gian khổ thật. Cái tuổi thơ của mình thì nó gắn liền với cái thời tiết và địa hình của miền Trung. Thời tiết rất là khắc nghiệt, bão lụt là năm nào cũng có hết và hạn hán cũng có luôn. Đặc biệt là Liên chứng kiến những cái di chấn của chiến tranh để lại. Ở quê của chị cụ thể là ở tỉnh nào? Ở núi Thành, Quảng Nam. À, Quảng Nam, dạ. Mình chứng kiến cái việc bão lụt, nước tràn vào nhà của mình. Thì bây giờ nhìn lại thì thấy rất là khổ, nhưng mà lúc đó thì rất là hào hứng và rất là thích. Được bơi. Được bơi và nhảy ở trong nước. Liên còn nhớ là có lần chứng kiến là anh của Liên á giăng lưới và bắt cá ngay tại nhà luôn. Mình tiếp xúc với những cái thử thách với là một cái tuổi rất là nhỏ như vậy thì mình cảm thấy là mình có cái kỹ năng về sinh tồn và cái kỹ năng tự bảo vệ cho mình được hình thành từ rất là bé. Khi mình nhìn lại thì thấy cái sự gian khổ của bố mẹ mình. Bố mẹ mình đã trải qua cái thời gian cực kỳ là khó khăn
Nhưng mà cái tình yêu giữa hai người, giữa bố mẹ mình rất là tuyệt vời, cho nên đó cũng là một cái bài học mà mình học được. Dạ, chị có thể kể một cái kỷ niệm với một cái gia đình mà đông con đến 12 người con thì nó có đặc biệt không ạ? Rất là vui. Nhà mình thì rất là nghèo, cho nên tụi mình ngủ với nhau ở trong giường giống như là quân đội vậy đó. Và khi mà mẹ mình kêu mình đi ăn sáng thì chỉ kêu một tiếng thôi. Tại vì nếu như kêu một tiếng mà ai mà không ra thì hết đồ ăn. Cho nên là đó là lý do vì sao không có ai mà cạnh tranh nổi với Liên trong cái việc mà ăn nhanh. Vậy thì khi mà sống trong một cái miền quê nghèo với rất là nhiều những cái khó khăn như vậy thì cái tư tưởng mà chị muốn thoát ly nó có bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khi còn rất là bé. Mình không nhớ chính xác là năm nào. Cái lúc mà anh trai của mình mất á, khoảng về lớp 10. Lúc đó cũng là lần đầu tiên gia đình mình có điện luôn đó. Là em xin lỗi, hơi tò mò chút là mất vì lý do gì ạ? Mất là vì lý do bệnh. Thì lúc đó thì mình nghĩ rằng là anh là cái người trụ cột trong gia đình. Và khi anh của mình mất thì mình nghĩ rằng mình sẽ thay anh mình gánh vác cái trách nhiệm đó. Chị là con thứ mấy trong gia đình ạ? Liên là thứ 11. Thứ 11 mà mình lại có một cái suy nghĩ là mình gánh vác trong gia đình. Đúng rồi, lúc đó thì Liên quyết định là mình sẽ học đại học trước. Và mình sẽ có một cái công việc để thay đổi số phận của gia đình, đặc biệt là ba mẹ. Dạ, là hồi đấy chị học ở trường nào? Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Nhưng lại không đi theo con đường sư phạm. Không đi theo con đường sư phạm là bởi vì cái thời điểm đó, lương của một người giáo viên thì rất là khiêm tốn. Để mà gánh vác gia đình thì không thể làm giáo viên được lúc đó. Cho nên là Liên đi làm cho các công ty nước ngoài. Vậy thì cái quyết định nào đã khiến chị là sinh sống và định cư ở tại Úc? Cái quyết định mà Liên sang Úc thì Liên hay nói là dạy trai á. nghĩa là mình cũng theo tiếng gọi của tình yêu. Có rất nhiều lý do mà mình muốn sống ở Úc. Tuy nhiên thì đối với Liên không có một cái đất nước nào là hoàn hảo cả. Luôn luôn có những cái điểm mạnh và điểm yếu đang xen với nhau. Tuy nhiên ở Úc thì Liên thấy cái hệ thống giáo dục rất là tốt, chất lượng của giảng viên cực kỳ tốt. Tại vì họ không những đạt được bằng cấp cao nhất đó là tiến sĩ, họ còn là cái người mà có cái kinh nghiệm uyên thâm trong cái lĩnh vực người ta dạy, kinh nghiệm thực tế rất là cao. Chẳng hạn như là giáo sư về marketing của trường của Liên đó là ông đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và hơn 10 năm là sếp lớn của công ty nhỏ, vừa và những cái tập đoàn lớn. Từ khi nào chị đã có cái ý định để thành lập doanh nghiệp của mình, trở thành một cái chủ doanh nghiệp? Từ khi còn rất là trẻ. Lúc mà ở Sài Gòn là Liên đã có doanh nghiệp, riêng rồi. Và đã làm kinh doanh riêng cũng khá là lâu rồi, mới đi qua bên Úc. Lúc đó là chị kinh doanh trong lĩnh vực nào? Bất động sản, tiệm tóc, salon làm đẹp, quần áo thời trang. Thế là quá đa di năng, quá nhiều lĩnh vực, cái lĩnh vực đa năng đúng không? Tại vì là mình là entrepreneur chứ không phải là business woman. Thì có nghĩa là Liên thấy những cái cơ hội thì Liên làm thôi. Vậy thì cái hành trình mà chị khởi nghiệp ở tại Úc thì nó sẽ như thế nào, chị có thể chia sẻ? Dù ở Úc á, thì những cái gì mình quảng cáo phải đúng. Nếu như mình nói hơi sai và mình nói quá thì có một cái cơ quan bảo vệ quyền lợi khách hàng, đó là ICCC, sẽ tiết còi mình. Và họ tiết còi là ít nhất có thể là mất cả 2 triệu đô. Cho nên cái việc mà quảng cáo ngay cả cái hình mình trước hay sau dùng sản phẩm thì cũng không thể nào mà mình nói người nhà mình làm được cái như vậy. Cho nên rất là khó. Bảo vệ người tiêu dùng rất là kỹ. Đúng rồi, bước văn hóa của Úc là người ta nói về làm giống nhau. Cho nên là khi mình nói cái gì mà hơi khác một chút so với làm thì sẽ rất là dễ bị mất uy tín. Và mình muốn làm cái gì ở Úc thì nó khó hơn Việt Nam rất là nhiều. Khó như vậy nhưng mà chị không chỉ có một công ty mà có đến 3 công ty. Hết từ ngưỡng mộ này đến ngưỡng mộ khác. Vậy thì chị có thể chia sẻ cụ thể là 3 công ty của chị đang hoạt động như thế nào và kinh doanh lĩnh vực gì? Công ty Liên có một cái sở trường, đó là về sản xuất sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm giảm cân tách mỡ, sản xuất tại Úc hết. Và được Bộ Y tế của Úc cấp chứng nhận luôn. Thì đó là công ty Rogers Healthcare. Và Liên có công ty khác, đó là Lightspeak Entertainment. Thì Lightspeak Entertainment là công ty về truyền thông và giải trí. Đó là công ty mới, Liên mới thành lập và
Cụ thể là truyền thông giải trí nhưng làm những cái hoạt động gì ạ? Để xem chị em mình có kết nối được với nhau không? Chắc chắn là có. Thì Liên cũng lên kế hoạch là để có những cái chương trình mà dành cho phụ nữ tại Úc cũng như là thế giới. Và mình kết nối doanh nhân cũng như Hiền làm như vậy. Nhưng mà nó có một cái chút xíu khác biệt là bên Liên tập trung nhiều hơn về những cái event, những cái sự kiện mà liên quan tới phụ nữ. Hay quá, tuyệt vời quá. Cảm ơn em. Ở Việt Nam thì hiện nay bọn em đang có một cái gọi là mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế, Wailin. Mạng lưới này thì đã có 10 năm và bản thân em thì sáng lập 3 câu lạc bộ ở 3 châu lục, cũng hiện nay cũng đang có thành viên tại Úc. Và rất là hy vọng trong tương lai tới thì chị em mình sẽ có thể hợp tác với nhau để là phát triển cho hiệp hội cho những người phụ nữ Việt ở nước ngoài. Chắc chắn là chị cũng có thể giúp được em qua một cái công ty thứ ba. Thì công ty thứ ba của bên chị là công ty luật, để lo về những cái thủ tục visa cho những khách hàng từ Việt Nam sang Úc. Hay quá. Và khách hàng khác nước sang Úc. Dạ. Thì visa định cư, visa du học, visa du lịch. Chị hy vọng là chị em mình có thể làm việc với nhau. Rồi, em thấy là quá tuyệt vời, bởi vì là thấy lĩnh vực nào chị cũng có, những cái lĩnh vực gọi là đang hot trend bây giờ đó. Nói thật là em làm chương trình này em cảm thấy vô cùng tự hào về những người phụ nữ Việt Nam, bởi vì phụ nữ mình bây giờ tài giỏi quá. Và chắc chắn là để có được những cái thành công ngày hôm nay thì sẽ phải trải qua rất là nhiều những khó khăn. Vậy thì chị nhìn lại cả một cái quãng đường lập nghiệp, khởi nghiệp và cho đến tận bây giờ gặt hái được thành công của chị, thì giai đoạn nào là giai đoạn khó khăn nhất của chị? Rất là nhiều người nói là giai đoạn khởi nghiệp là khó khăn. Nhưng với Liên thì giai đoạn đại dịch là giai đoạn mà mình không có dự đoán được những cái rủi ro mà nó diễn ra đối với công ty cũng như là tất cả công ty khác. Đặc biệt là những công ty cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cao cấp. Yeah. Thì trong cái giai đoạn đó có cái thời gian để nhìn lại và tự đánh giá mình là ai, vị trí của công ty mình đang ở đâu. Thì trong cuốn sách mà chị Liên có chia sẻ với Huyền đó, là cuốn sách là The Happiest Entrepreneur. Hiện tại thì không có tiếng Việt, tại vì cái này mới publish ở Úc vào tháng 12 năm 2021. Thì cũng có nêu những cái khó khăn nhất định trong cái thời gian đại dịch mà công ty chị đã vượt qua. Và hy vọng là khán giả, đặc biệt là những chị em phụ nữ mình có thể đọc và chia sẻ với Liên, có thể góp ý với Liên về vấn đề đó. Vời quá, tức là cái cuốn sách này là chị viết trong giai đoạn đại dịch đấy đúng không chị? Đúng, chị viết cái trong giai đoạn đại dịch là nhiều. Và đó là lý do vì sao xuất bản vào tháng 12 2021. Dạ, thế nhưng mà bây giờ mọi người có thể mua cái cuốn sách này tại đâu ạ? Ở trên cái website của công ty www.themaliana.com.au. Khi mà chắp bút để viết cuốn sách này thì cái điều mà chị muốn gửi gắm ở đây là gì ạ? Cái điều mà Liên muốn gửi gắm là hiện nay Liên thấy thực trạng của những bạn trẻ là muốn giàu rất là nhanh, bất chấp bằng mọi giá. Nhưng mà thực ra Liên muốn chia sẻ với mọi người cái thực trạng mà Liên kinh doanh là không có một con đường tắt. Dĩ nhiên là mình nhiều lúc mình gặp may và mình có quen biết thì cái điều đó cũng giúp cho mình dễ thành công hơn. Cái cuốn sách này Liên nêu ra hết là cái thời gian đại dịch, rồi cái thời gian khởi nghiệp, những cái thử thách mà Liên đã gặp phải, và Liên hy vọng là bạn đọc sẽ có thể tránh được hoặc là giảm được một phần nào đó. Tuyệt vời quá, chị có thể tặng em cuốn này để em có thể đọc được không? Được. Chị cảm ơn em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em nghĩ là không có cái gì nó bằng thực chiến cả. Bởi vì phải một cái người mà đã trải qua bằng những cái gọi là tâm huyết của mình, xương máu của mình, và mình đúc rút lại thành những cái kinh nghiệm. Và cái hay á, đó là chị muốn chia sẻ cho mọi người. Thì ban đầu á, thì khi cuốn sách chưa ra thì mình cũng có giới thiệu trên Facebook của mình thôi. Thì có rất là nhiều người đặt, và cái số lượng đặt rất là nhiều. Liên vô cùng ngạc nhiên luôn, bởi vì cái này là Liên target cái thị trường người Tây chứ không phải người Việt, nhưng 80% là khán giả là người Việt đặt mua. Trong cái cuốn sách này khi mà em nhìn thì em thấy là có rất là nhiều những cái hoạt động từ thiện của chị, những hoạt động tình nguyện, ví dụ như đây là hình mà chị đang trao gạo đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Đó thì chị cũng là một cái người rất là tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Vậy chị thì có thể chia sẻ về những cái công việc mà chị đã làm, cũng như là sau khi những cái hoạt động như vậy thì chị cảm thấy mình được những cái gì ạ?
Cá nhân Liên thì công việc thiện nguyện phải bắt đầu từ chính gia đình của mình trước. Cho dù bạn làm vì mục đích gì, cái điều đầu tiên Liên làm từ thiện thì phải xuất phát từ chính gia đình của mình. Và cái người mà mình làm từ thiện đầu tiên nhất phải là ba mẹ. Khi mà cuộc sống ba mẹ mình phải đủ đầy hết thì lúc đó mình sẽ lo cho anh chị em trong gia đình. Xong đó rồi mới tới xã hội. Đối với xã hội thì Liên làm một số cái hoạt động, những cái hoạt động rất là bình thường, ví dụ như cho gạo. Phát gạo thì Liên có, như năm vừa rồi Liên phát khoảng 5 tấn gạo và mì tôm cho những nạn nhân Covid ở miền Trung. Và ngoài ra thì cũng có tặng xe cho những người cần. Và mình ủng hộ cho những bạn nữ vượt qua cái giai đoạn khó khăn ở trường đại học. Trẻ em mồ côi cũng có, người già neo đơn cũng có. Và có một vài trường hợp bị bệnh nhưng mà không có tiền trả tiền viện phí thì mình đã ủng hộ họ để thanh toán cái tiền đó. Nhưng mà chị có một cái quỹ từ thiện riêng không? Hay là mình có quy tụ một nhóm thiện nguyện để cùng nhau làm hay sao? Liên chưa có khả năng để quản lý cái quỹ từ thiện. Cho nên Liên không kêu gọi quỹ từ thiện. Tức là một mình chị hết, một tất mình. Cả là một mình. Một mình và cũng nhiều lúc nhân viên cũng nói là thôi ví dụ như tháng này em nhận được 3.000 đô đi thì em để lại 500 cho những bạn, nhiều lúc là nhân viên của mình. Tức là chị làm cả ở Việt Nam và cả Úc luôn? Đúng rồi. Nơi nào bên Liên có sản phẩm bán ở đó thì Liên muốn trả ơn lại cho cái miền đất đó. Và cái mong muốn mà Liên làm từ thiện á, là Liên mong rằng là những cái người mà Liên giúp đỡ họ không cần phải trả lại ơn cho Liên. Mà những cái người mà Liên giúp đỡ họ có thể giúp đỡ được những người khác. Dạ, vâng, đấy là một cái quan điểm rất là tuyệt vời. Cái người nào mà có cái sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của chị? Cái người mà có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của Liên đó là mẹ. Mỗi lần nói mẹ là mình không tiết kiệm được. Không phải một mình chị không, em nghĩ tất cả chúng ta, bất kỳ ai khi mà nhắc đến mẹ, đến cha đều luôn luôn có một cái cảm xúc rất là lớn. Chị có thể chia sẻ với người mẹ tuyệt vời của mình không? Mẹ mình thì không những là sinh ra được 12 người con, mẹ còn nhận nuôi một người khác nữa. Thế là 13. Và ngoài ra thì mẹ mình là một người rất là mạnh mẽ. Mình nghĩ mình không bằng mẹ. Chắc là chị sẽ thừa hưởng rất là nhiều gen từ mẹ của chị đấy. Nhớ ngày xưa mẹ khi mà mình còn rất là nhỏ thì mẹ gánh mình đi ra chợ. Lúc đó mình khoảng 3 tuổi thì mình ngồi một đầu gánh, còn gánh kia thì đồ mà mẹ bán như là lá chuối, là những cái mà mẹ trồng trong vườn. Thì cái thời gian mà mình đi ra chợ mình ngồi á thì mình thấy mẹ, ví dụ mẹ bán bó rau thì mẹ dặn là đừng có bắt chước người ta mà để những cái lá mà bị úa ở giữa. Thì khi mà mình để những cái lá úa ở giữa như vậy á thì khi họ về họ mở ra và họ thấy thì mình sẽ mất uy tín và tương lai người ta sẽ không tin tưởng mình nữa. Cái bài học đầu tiên của mẹ đó là cái giá trị đạo đức mà mẹ đã cho mình. Ngay cả khi mà cái cuộc sống của một đứa trẻ, ban đầu Liên có nói với Hiền là gian khổ đó, nhưng mà cái bài học về giá trị đạo đức rất lớn. Trong kinh doanh rất là lớn và học từ mẹ từ cái khi mà rất là nhỏ. Mà chị vẫn nhớ, lúc ấy chị, em nhớ. Nghĩ là chị sẽ rất là nhỏ, mấy tuổi thôi. Đúng rồi, Liên nhỏ lắm, nhớ có chị của Liên, chị Phượng, chị Kế. Có lần nhìn thấy Liên đi về á, cái sao không đứng đó coi chừng đồ cho mẹ mà về. Nhưng mà chị Liên đâu biết là Liên đã bán hết rồi. Ở cái lứa tuổi của Liên lúc đó là quá sớm để chứng kiến cái cảnh mà mẹ để tần tảo như thế nào. Và giúp mẹ là Liên không những đi bán cho mẹ ngoài chợ mà Liên còn đi múc khoai, múc lúa, làm mọi thứ. Và ngay cả khi đi học á, là khoảng lớp 5 á, thì đi thi tập đọc thì mình được giải nhất tập đọc á. Và nhớ là cái bài đó là mình đọc là cái bài Lời Hứa. Và mình nhận được 5.000. Cái điều đầu tiên là mình nghĩ tới mình cho mẹ. Và mình nghĩ tới mẹ sẽ rất là vui cười khi mà mình đưa tiền cho mẹ như vậy. Thì vừa xong là nhận được cái phần thưởng đó là chạy một mạch
về nhà thôi. Khoe và mẹ. Chưa bao giờ thấy mệt hết. Chạy vùng bệnh về nhà và khoe mẹ và đưa cho mẹ. Tuyệt vời quá. Thế bây giờ thì mẹ chị đang sống ở miền Trung hay là... Mẹ chị đang sống ở miền Trung với em út của chị. Có một lần năm 2019 thì chị cố gắng mang mẹ qua bên Úc. Và nghĩ rằng là mình sẽ nuôi mẹ đến khi mà mẹ già không còn nữa thì thôi. Nhưng mà khi mang mẹ qua đó và nuôi khoảng hơn 3 tháng á, thì mẹ nhớ quê quá, không thích. Cứ buồn với nhớ mấy đứa cháu ở quê đó. Tại vì cái nơi đó mà mẹ sinh ra và lớn lên, sống ở đó cả 80 mấy năm. Quá ngưỡng mộ bà, khiếp đến 12 người con, đúng không? Người ta nói là mẹ Việt Nam anh hùng. Và chắc chắn á, những người mẹ tuyệt vời thì cũng sẽ đẻ ra được những người con tuyệt vời. Ngoài công việc kinh doanh, cái tài năng là mọi người đã biết đến rồi, thì về sở thích hay là một cái năng khiếu hay là một cái đam mê nghệ thuật nào đó thì chị đam mê cái gì? Có nhiều cái chị đam mê lắm, nhưng mà chị thích hát. Hát thì không hay lắm. Vậy thì không biết là đến với chương trình Phụ Nữ Quyền Năng ngày hôm nay, chị muốn gửi tặng quý vị khán giả ca khúc nào? Hôm nay đến với chương trình Phụ Nữ Quyền Năng thì Liên muốn tặng cho quý vị khán giả một bài hát mang tựa đề là Cho Tôi Được Một Lần. Dạ vâng, em và quý vị khán giả rất là tò mò được là nghe giọng hát của chị, một cái người nữ doanh nhân rất là giỏi giang, rất là tài năng và còn xinh đẹp nữa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Xin một lần nữa cảm ơn chị đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều đã tạo cho chị cái cơ hội để mình được gặp gỡ với khán giả. Hy vọng đây là cơ hội để kết nối với nhiều doanh nhân, đặc biệt là nữ doanh nhân người Việt trên toàn thế giới. Dạ, Mai Thuyền cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Phụ Nữ Quyền Năng nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau, Phụ Nữ Quyền Năng hân hạnh chào đón khách mời là chuyên gia yoga Cherry Chain, người sẽ mang đến cho quý vị khán giả chiếc chìa khóa giúp cân bằng giữa thể chất và tinh thần, từ đó có thể trò chuyện với tâm trí của mình nhiều hơn. Năm 14 tuổi thì ba em mất, nên gia đình của em cũng sẽ gặp có những cái biến cố. Lúc đó thì em nói là em sẽ cố gắng, em sẽ quyết tâm để làm một người thành công. Một
mong quý vị khán giả chú ý đón xem.